Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Test âm thanh của Tiến Dũng Audio, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2019, cửa hàng Tiến Dũng vừa về thêm một số thiết bị âm thanh, nghe nhạc và hát karaoke. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về mẫu loa Bow 201 Series 3. Đây là cặp loa có vóc dáng nhỏ rộng gọn nhưng cho âm thanh rất tốt. Quý vị và các bạn đã sử dụng qua đều biết. Với thiết kế một bát 16cm, màng giấy, gân vải và một loa chép giấy 6cm. Bow 201 Series 3. Đây là lỗ thông hơi của loa. Nguyên cái khe này là lỗ thông hơi của loa. Cặp loa vừa về ngày hôm nay với thiết kế dạng thùng được trang trí bên ngoài bằng simili màu vàng, vân gỗ rất đẹp. 201 Series 3, hàng được sản xuất tại Mexico. Với dòng loa này, anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và thưởng thức các bài nhạc trong các không gian tầm nhỏ 10-15m2, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng để kết hợp hỗ trợ cho các dàn âm thanh karaoke thiếu mic, thiếu chép. Cặp loa cho âm thanh rất tốt. 201 Series 3 của Mexico có giá 3.800.000. Và phía dưới đây đó là mẫu loa Onkyo model M6, hàng của Nhật. Hôm nay cửa hàng về hai cặp M6 của Onkyo. Loa sử dụng một bát 31cm, màng giấy, gân mút, một loa chép giấy và phía bên đây đó là lỗ thông hơi của loa. Ở phía đằng trước có một nút vi tinh chỉnh. Ở đây hãng đề Mode Select, tức là thay đổi cái tiếng chép của dòng loa này. Có 3 chế độ 1, 2, 3. Onkyo model M6 có thông số kỹ thuật công suất 100W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy lên đến 95 decibel. Cặp loa có độ nhạy decibel rất cao. Loa có kích thước chiều ngang 39cm, chiều sâu 38cm, chiều cao của loa là 68cm, trọng lượng 23kg trên một thùng. Cặp loa được trang trí bên ngoài thùng màu xám rất đẹp. Cặp loa vừa về ngày hôm nay. Hôm nay cửa hàng về hai cặp mẫu này, Onkyo M6. Đây là phía sau lưng của cặp loa này. Thương hiệu Onkyo model M6, công suất 100W, trở kháng 8 ohm. Hàng được sản xuất tại Onkyo Corporation Made in Japan. Hàng được sản xuất tại Nhật. Và phía trên đây là một cặp nữa, Onkyo M6. Hai cặp loa có độ mới, độ đẹp như nhau. Đây là e căng của loa. Khi chúng ta lại vào tổng thể của loa nhìn thế này, e căng bằng vải màu đen, bát màng giấy. Với dòng loa này, chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm 30-40m2. Âm thanh rất thoải mái. Đây là loa bên đây. Tất cả zin nguyên bản, rất đẹp. Onkyo model M6 có giá 8 triệu đồng. Mức giá rất hợp lý cho một mẫu loa có cấu hình lớn như dòng này. Nghe nhạc, hát karaoke, chơi đa thể loại dòng nhạc, âm thanh rất tốt trong phân khúc tầm giá bình dân. Ngày hôm nay tôi ghép cặp loa trên với chiếc âm ly Boston Audio model BA1000. Chiếc âm ly có công suất nguồn 480W, sử dụng 4 sò. Chiếc âm ly tích hợp karaoke, dòng âm ly nổi tiếng của hãng Boston Audio Hàn Quốc. Âm ly hàng bãi, tăng phô nguồn đỏ.
480W, máy có thể kéo được 2 cặp loa. Chiếc âm ly Boston Audio model BA1000 có giá 5.500.000. Và phía đây đó là một chiếc âm ly Boston Audio nữa, model BA999, 25 mã, Power Amplifier. Đây là mẫu âm ly nổi tiếng nhất của hãng Boston Audio Hàn Quốc. Dòng âm ly cao cấp của hãng Boston. Boston Audio model BA399, 25 mã, công suất nguồn 480W, sử dụng 4 sò than Toshiba. Dòng này chúng ta có thể kết hợp nghe nhạc và hát karaoke, âm thanh rất tốt. Máy có giá 6.500.000. Và phía bên đây, hôm nay cửa hàng cũng về thêm hai mẫu âm ly Zhonghua nữa. Đó là model Zhonghua BA203, 35 mã. Dòng này rất nổi tiếng của hãng Zhonghua. Máy có công suất nguồn 480W, sử dụng 4 sò. Máy có thể kéo được 2 cặp loa cùng lúc. Zhonghua BA203, 35 mã, có giá 7.200.000. Máy tuyệt đẹp. Và phía dưới đó là mẫu BA506N. Đây là model đặc biệt nổi tiếng của hãng Zhonghua Hàn Quốc. Máy cũng vừa về ngày hôm nay. Máy có công suất nguồn 1080W, 4 kênh. Máy có thể kéo được 2 cặp loa cùng lúc, độc lập với chức năng Multi Amplifier. Đây là 4 dãy đèn nháy, 2 tầng chỉnh âm sắc, volume độc lập. Zhonghua model BA506N, model đẳng cấp nhất của hãng Zhonghua Hàn Quốc mọi thời đại. Máy có giá 17.200.000. Anh em quan tâm sản phẩm nào, xin mời liên hệ trực tiếp cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc thông qua chiếc TV Internet. Tín hiệu được truyền qua bộ giải mã Choice của Trung Quốc với giá 650.000. Sau đó đưa xuống chiếc âm ly Boston Audio model BA1000 và tín hiệu được đẩy ra cặp loa Onkyo M6. Bộ hai thiết bị phối ghép rất ăn ý ở phân khúc giá bình dân. Chúng ta có thể sử dụng nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 30m2. Âm thanh rất mạnh mẽ.
vị cho âm thanh rất tốt ở khúc đã bình dân. Xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng để nhận được các thông báo mới nhất về các video clip do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn.